cho cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ Là Sao Cuộc Sống Brazil. Cả nhà ơi, thì hôm nay á là mình sẽ ăn hai món mà mình yêu thích nhất nha cả nhà. Thì hai món này á là mình dự định khi mà về Việt Nam á là mình sẽ ăn liền. Nhưng mà cả nhà biết không, về Việt Nam mà cái là mình phải lo chuẩn bị tiệc sinh nhật cho thằng Sam á, rồi cái mình đâu có thời gian đâu mà mua, rồi đâu có thời gian đi chợ rồi để ăn, rồi xong tiệc á thì Sam nó lại phải nhập viện cả nhà. Thì hôm nay á là Samuel đã xuất viện rồi, về nhà rồi, thì mình mới có dịp mà mình order cái món ăn mà mình yêu thích. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn mà mình yêu thích đó là gì nha. Đây, mình đã order rồi. Sầu riêng Thái cả nhà ơi. Mình tưởng đâu là sầu riêng ri cả nhà, nhưng mà không, cái chỗ này bán sầu riêng Thái. Thì mình định ra chợ mình mua nguyên trái về mình khui ra mình ăn luôn. Nhưng mà mình nghĩ ra là có Sam rồi khui ra nó cũng sẽ khó khăn đó cả nhà. Nên là mình order ở trên mạng á, để cho người ta giao đến tận nhà mình luôn. Thì sầu riêng Thái á, mình mua với giá là 200 ngàn một ký cả nhà. 200 ngàn một ký là dạng mua muối nha. Muối khui bỏ vô hộp á, là 200 ngàn một ký. Phí ship 15 ngàn nữa, là 215 ngàn cái phần này nè cả nhà. Mình không biết cái hương vị của nó có ngon như sầu riêng ri sáo không nha, nhưng mà mình cứ order mình ăn thử trước đi. Còn cái món thứ hai mà mình yêu thích cả nhà ơi, đây là đặc sản quê hương Long An mình luôn, đó là món bánh tráng cầu đúc Tân An. Món bánh tráng cầu đúc Tân An, món bánh tráng này là xuống tới thành phố Tân An á cả nhà. Thì cả nhà hỏi bánh tráng cầu đúc thì ai cũng biết, hầu như ai mà miền Tây, mà từ ở miền Tây đi lên tới Long An thì cũng đều biết cái món bánh tráng cầu đúc Tân An này nha, rất là nổi tiếng luôn cả nhà. Thì cái món bánh tráng này hồi trước khi đi Việt Nam á thì mình hầu như là mình ăn hoài luôn á cả nhà, không thôi là mình nhờ bạn bè ở Tân An hoặc là nhờ ai có dịp đi xuống Tân An thì mua giùm mình. Thì cái bánh tráng này nè là em rể mình á đi học ở dưới Tân An á cả nhà, thì em rể mình đi ngang qua mua luôn. Em rể mình biết mình sắp về Việt Nam á, nên là em rể mình mua cho mình. Mẹ mình cũng thích ăn nữa, mua cho mẹ mình với mình ăn chung á cả nhà. Đó, bánh tráng cầu đúc Tân An. Thì bây giờ mình sẽ ăn sầu riêng nha cả nhà. 3 năm rồi mình mới có cơ hội được thưởng thức món sầu riêng tươi nha cả nhà, tươi luôn. Thì người ta lấy từ trong trái ra luôn á cả nhà, rồi người ta giao cho tới cho mình luôn. Đây, bây giờ mình ăn nha cả nhà ơi. Hồi hộp quá. Xuất sắc cả nhà ơi. Theo mình cảm nhận nha, mình ăn sầu riêng Thái á, mình cảm nhận cái vị béo của nó không bằng sầu riêng ri nha cả nhà. Không bằng ri, nhưng mà ngọt. Ngọt và cũng béo, cũng có vị béo và rất là ngọt cả nhà. Còn sầu riêng ri sáo thì nó rất là béo cả nhà ơi. Thì nếu có cơ hội cho mình biết chỗ nào bán sầu riêng ri sáo thì mình cũng sẽ mua sầu riêng ri sáo mình ăn. Tại vì mình cũng thích ăn sầu riêng ri sáo lắm. Mà kiểu như cơ địa của mình cũng không có được tốt cho lắm cả nhà. Nếu mà ăn quá nhiều sầu riêng thì ngày mai mặt mình sẽ bị nổi mụn rất là nhiều. Nên là mình hôm nay nếu mà ăn hết cái này là ngày mai là cái mặt của mình nó sẽ rất là nhiều mụn cả nhà ơi. Hôm trước các cả nhà, anh con chị Tư mình đó có mua sầu riêng mà anh mua nguyên trái về, cái anh ta tách sẵn cho anh thì anh tách ra rồi anh bỏ vào dĩa cả nhà. Thì mình vô tình mình dẫn sang qua nhà chị Tư mình chơi, thì anh Tàu mới hỏi là ăn sầu riêng không, cái là anh mới lấy ra sầu riêng cho mình. Thì lúc đó mình nói là đưa thử muối đi rồi cho Sam ăn thử coi Sam nó ăn được không. Thì tại vì mình lần đầu tiên Sam thấy trái gì luôn, lần đầu tiên nó ăn thử cái trái gì luôn cả nhà. Thì mình bóc ra một muối, cái mình sắn một miếng nhỏ cho Sam ăn thử.
thì nó chịu ăn cả nhà. Cái thủy nó chịu, mẹ ơi túi bà bay đông keo rồi, đông keo rồi. Có nghĩa là sao, sao nó nói là cái này kỳ quá mẹ ơi, con ăn không được, ăn không được, con muốn ăn. Có nghĩa là sao, con muốn ăn cả nhà. Thì mấy món có chồng mình về đài Việt Nam thì mình cũng mua sầu riêng thử cho chồng mình ăn, coi là chồng mình có ăn được sầu riêng Việt Nam hay không nha. Còn mình thì món này mình rất khoái khẩu, nhưng mà trong nhà của mình có một người không ăn được sầu riêng cả nhà. Đó là mẹ của mình. Mẹ của mình không biết ăn sầu riêng cả nhà ơi, nghe mùi là mẹ mình cũng không chịu được luôn rồi. Đó nên là nhà mình thì chỉ có mình, ba mình thì cũng có ăn mà ba mình ăn ít lắm. Chỉ có mình với lại hai em gái của mình với lại em rể mình là thích ăn sầu riêng. Đã quá cả nhà ơi, quá đã. Nói chung là toàn bộ đất nước Brazil á thì mình không biết là có bán sầu riêng này hay không, nhưng mà ở cái thành phố mà mình ở là thành phố Hồ Chí Minh thuộc bang Rio de Janeiro á, thì cái không thấy bán sầu riêng cả nhà, không hề bán sầu riêng luôn. Nên là mình rất là thèm cái sầu riêng này, mà mình nói là khi mà mình về Việt Nam á là mình sẽ ăn bằng cho bằng được cái miếng sầu riêng này cả nhà. Đó là này, cho về cái bận nhiều thứ quá rồi cho tới bây giờ luôn mình mới ăn được. Cũng mình về Việt Nam cũng mười mấy ngày nha cả nhà. Bây giờ mới ăn được muối sầu riêng. Ngon xuất sắc cả nhà. Hồi mình còn nhỏ á, mình nhớ mẹ mình mua sầu riêng cho. Hai mẹ mình không biết ăn sầu riêng mà. Mẹ mình hay mua sầu riêng cho mình với hai em của mình ăn á. Mà cái sầu riêng nó nhỏ xíu à, muối thì cũng không nhiều. Xong á cái nhà, ăn xong á cái lại lấy cái hộp sầu riêng này nè, đem luộc. Luộc hộp sầu riêng để ăn. Cái hộp sầu riêng ăn nó rất là bùi cả nhà. Bùi nó sao ta, nó nhớt nhớt cả nhà, nó nhớt nhớt, nó mùi bùi, ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đây nè, mình mua 1kg luôn mà nhiều lắm cả nhà ơi, mình tưởng 1kg nó ít lắm. Ai ngờ thật sự khi mà mình mở cái hộp ra mình hết hộp luôn, rất là nhiều cả nhà. Giống cả nhà ơi, cái muối này nó bị lạc cả nhà ơi. Nãy cái muối mình ăn thì nó ngọt, cái muối này nó hơi bị lạc rồi. Mình không hiểu tại sao nha, có chỗ lạc, chỗ ngọt, chỗ lạc, chỗ ngọt. Ngon quá cả nhà ơi. Cái này mà có bơ chín đó cả nhà, dặm với sầu riêng, hết sảy con bà bảy luôn. Xin tố sầu riêng bơ. Mẹ cắt lượng luôn cả nhà ơi. Cái muối này nó hơi bị lạc cả nhà. Nó lạc hơn cái muối mà nãy mình ăn. Mình bắt đầu ăn tới muối thứ ba cả nhà. Thấy cái muối này nó ấy, nó không biết ngọt nè. Lạc cái thôi. Cái muối lạc muối ngọt mình cũng không biết tại sao nữa. Cái này chắc để mình nhắn tin là hỏi các bạn bán sầu riêng coi. Có cái muối lạc muối ngọt không? Mình nhắn tin mình hỏi bạn ấy coi sao. Muối ngọt. Muối nãy muối thứ hai còn ngán nữa lạc. Còn ở Brazil thì mình không biết chỗ nào bán chứ. Chỗ mình ở không? Không biết bán nữa nhờ. Mà mình nghĩ là nếu mà sầu riêng mình qua tới Brazil rồi thắc mắc lắm cả nhà ơi. Cả nhà biết tại sao không? Tại vì hôm trước mình đi mua một cá lông thôi cả nhà. Mình chỉ đi mua một cá lông cho Sam ăn thôi. Mà hả? Quá mắc luôn cả nhà. Cá lông. Cá lông mà nhập qua bển mà bán quá mắc luôn cả nhà. Mình nghĩ nếu mà sầu riêng á qua tới bển chắc cũng mắc dữ dằn luôn cả nhà. Cái trái này thì có muối ngọt muối lạc cả nhà ơi. Mình không biết tại sao. Mình phải nhắn tin cho các bạn bán sầu riêng này. Lần đầu tiên mình mua bạn ấy luôn á. Lần đầu tiên mình mua bạn luôn. Mình nhắn tin mình hỏi bạn qua sao. Không muốn ngọt rất ngọt. Không muốn gì lạ. Mình sầu riêng rất chín nha các bạn.
Ừ, nãy mình sắp về em mình chạy luôn cả. Đây không, để mình giờ hết này, ăn nổi nè. Mình mới ăn có 3 muối. Mà giờ muốn ngán luôn á. Tại béo. Nhà mình ăn phụng đi sáng cũng chắc còn béo được cả nhà. No quá nhờ. Nè hết cỡ tôi rồi đấy nha. Bốn muối là mình xin vô, mình xin ngưng. Giờ mình sẽ ăn bánh tráng cho cả nhà thêm nha. Bánh tráng cầu đúc. Bánh tráng này ướp sẵn rồi nha cả nhà. Ướp muối với dầu sẵn luôn rồi đó. Nó chắc bụi nhờ cay. Quá cay luôn. Xuất sắc. Vì Việt Nam á, mình quyết tâm ăn cái gì là mình sẽ ăn cho đã thèm rồi mới đi nha. Ăn cho đã thèm rồi mới quay lại Brazil. Đó vậy thôi chứ thật ra thời gian mình ở lại gì chỉ có 3 tháng thôi cả nhà. Và 3 tháng thì cả nhà biết rồi đó, nó sẽ trôi rất là nhanh. Bởi vì khi mà mình ở cạnh người mà mình yêu thương, ở cạnh gia đình đó thì ngày nào nó cũng là một niềm vui á cả nhà. Nên là thời gian nó trôi rất là nhanh, mình không nghĩ là mình đã về được mười mấy ngày rồi cả nhà. Cho tới hiện tại là mình đã về được mười mấy ngày rồi. Nhưng mà chơi được có hơn chừng tuần, hơn tuần à. Thì bắt đầu sao nó nhập viện hết 5 ngày rồi. Nhập viện tới cuối tuần luôn cả nhà. Từ đầu tuần tới cuối tuần luôn. Coi như là nguyên một tuần đó là nó nhập viện rồi. Nó ở trong bệnh viện rồi, nó đâu có về nhà nó chơi được với em gấu với lại bà ngoại được đâu, với lại gì bây giờ đâu đó. Nên là mình thấy thời gian trôi qua rất là nhanh cả nhà ơi. Và mình nghĩ chắc gần cái ngày đi đó là tâm trạng mọi người sẽ rất là buồn đó cả nhà. Ngon quá ngon. Bánh tráng á là cái món mà kiểu như ăn chơi chơi cả nhà, ăn vặt á thì rất là cái bánh tráng á là cái món mà ăn vặt á thì rất là mau hết nha cả nhà. Cái sắc lắm rồi. Sao em ngủ chung với Abi vậy cả nhà? Sao em vừa xuất viện thì tới nhà là Abi xuống liền. Abi xuống. Rồi giờ hai đứa đang nằm trong phòng máy lạnh ngủ rồi. Sao gì đây kiểu nóng nực quá ngủ không quen cả nhà. Bảo quản không quen. Nên là suốt ngày nằm trong phòng máy lạnh á. Cái món mà đi qua bển á cả nhà, mình sẽ đem bánh tráng này theo, mình sẽ mua theo qua bển nè. Hồi trước lúc mà mình qua Brazil cả nhà, mình cũng có mua qua bển ăn hả, mà ăn đã. Cả nhà ơi, thì giờ ngày hôm nay là mình đã giới thiệu đến hai món ăn mà mình nói rằng khi mà về Việt Nam là mình sẽ phải ăn liền ngay tức khắc. Thì vì nhiều lý do mình không thể ăn liền được. Và ngày hôm nay mình mới có cơ hội để ngồi ăn món mình thích và chia sẻ món mình thích với cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Cả nhà hãy ủng hộ cho hai mẹ con mình thật nhiều nha. Để hai mẹ con mình có động lực ra thật nhiều video mới để gửi đến cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt.